Gian lận cờ vua đã là một vấn đề không còn quá mới, nhưng cũng chẳng bao giờ cũ trong thế giới muôn màu của bộ môn thể thao trí tuệ lâu nay. Khi các phần mềm phân tích thế cờ và công nghệ hiện đại lên ngôi, sự thuận tiện trong gian lận xảy ra ở khắp mọi nơi. Từ những trận đấu truyền thống trên bàn cờ gỗ cho đến các giải đấu online, khả năng cám dỗ của chiến thắng luôn luôn thúc đẩy một số cá nhân tìm đến những phương thức không chính đáng để giành lợi thế. Trong video này, hãy cùng tìm hiểu 5 câu chuyện gian lận nổi tiếng trong suốt chiều dài lịch sử của cờ vua qua các nội dung được thực hiện bởi tác giả Quốc Thịnh đến từ Bet My Chess Club kết hợp cùng với Spider Room. Trường hợp gian lận đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử. Giữa thế kỷ thứ 18, các ảo thuật gia đang nghĩ ra nhiều thiết bị phức tạp mà họ miêu tả là những cỗ máy có khả năng chiến thắng con người. Nổi tiếng nhất từng được ghi nhận có lẽ là The Mechanical Turk, hay còn được gọi là The Turk trong bộ môn cờ vua. Nếu các cỗ máy chơi cờ vua ở thời kỳ hiện đại ngày nay là các chương trình máy tính nổi tiếng như là Stockfish hay là AlphaZero, thì cỗ máy thời xa xưa này lại hoàn toàn thủ công. The Turk là một thiết bị cơ khí có hình dáng của một người đàn ông ngồi bên một bàn cờ lớn. Dưới bàn cờ có không gian đủ rộng cho phép một người ngồi bên trong và điều khiển cỗ máy từ đó. Tuy nhiên rất ít người biết sự thật này, và tất cả mọi người đều lầm tưởng rằng cỗ máy này thực sự biết chơi cờ vua và có khả năng đánh bại con người. Cỗ máy này được Wolfgang von Kempelen thiết kế và chế tạo năm 1770. Kể từ cột mốc ra đời ấy, suốt 84 năm sau đó, nó được qua tay nhiều chủ sở hữu để mang đi đấu cờ lưu động khắp châu Âu và châu Mỹ. Dĩ nhiên là trong giai đoạn này, có nhiều nghi ngờ và đồn đoán về cỗ máy, nhưng nó chưa bao giờ bị vạch trần trước công chúng. Mãi đến năm 1854, cỗ máy bị phá hủy do hỏa hoạn. Con trai của chủ sở hữu mới công khai trên báo rằng cỗ máy này là một trò lừa đảo. Tất cả đã được sắp xếp để có một người chơi cờ vua ngồi bên trong và điều khiển hoạt động của cỗ máy. Xét về chiến tích, The Turk đã đả bại rất nhiều vĩ nhân nổi tiếng trong lịch sử thế giới, trong đó có đại đế Napoleon Bonaparte của nước Pháp, chính trị gia Benjamin Franklin của nước Mỹ. Tuy nhiên, lịch sử ghi nhận rằng Napoleon là một người chơi cờ khá kém, còn Benjamin Franklin thì sở hữu trình độ cờ vua trên mức trung bình, nhưng không đủ xuất sắc nếu như mà đem so sánh với các kỳ thủ khác ở châu Âu. Tiểu xảo giấu quân hậu. Trong ván cờ giữa đại kiện tướng Bartol Tambuen với kiện tướng quốc tế Nikolai Norisin vào năm 2017 xảy ra một sự kiện gây tranh cãi rất lớn trong giới cờ vua. Sau khi trao đổi quân hậu ở giai đoạn chung cuộc, Bartol Tambuen đã cầm lấy quân hậu đen của đối thủ trong lòng bàn tay và có chủ ý giấu đi. Đến khi trận đấu bước vào giai đoạn tàn cuộc, cờ thủ Norisin điều khiển quân tốt và sắp phòng hậu. Đến lúc này anh mới nhận ra là quân hậu đen đã biến mất bởi đồng hồ chỉ còn tính bằng giây. Norisin đành phải vội vàng vớ lấy quân xe, lật ngược nó, đặt trên bàn cờ và xem nó như là quân hậu. Ngay lập tức trọng tài đã can thiệp vì luật của Liên đoàn Cờ Vua Thế Giới ghi rất rõ ràng khi phong cấp. Người chơi đặt quân nào xuống thì quân đó sẽ là quân được phong cấp. Như vậy, vị trọng tài đã cho dừng đồng hồ, lật quân xe lại và giải thích với cả cờ thủ Norisin rằng hành động phong hậu của anh ta không hợp lệ. Với việc đặt quân xe vào bàn cờ, trọng tài ghi nhận rằng Norisin đã phong xe. Sau cùng, chỉ với quân xe được phong cấp, Norisin đã thua Samuel bởi thế cờ thiệt quân. Nhiều khán giả theo dõi trận đấu cảm thấy rất bất bình trước hành động của đại kiện tướng Samuel và thẳng thừng cho rằng đây là hành vi thi đấu phi thể thao, tiểu xảo và gian lận. Theo cập nhật cuối cùng, không có thông tin cụ thể nào về hình phạt cho Bartol Tambuen. Đại kiện tướng người Canada cũng đã trả lời với cộng đồng chess.com rằng anh ta không biết mình đang giữ quân hậu của đối thủ trong tay vì quá tập trung vào ván cờ. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho người từng 3 lần vô địch cờ vua quốc gia Canada là sự vất vả để lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ. Gian lận tố gian lận. Năm 2015 tại giải Dubai Open, đại kiện tướng Gaio Nicolis đã bị chính đối thủ của anh, đại kiện tướng Tigran Petrosian, tố cáo với trọng tài về việc sử dụng thiết bị điện tử để gian lận trong thi đấu. Các tố cáo về sự việc này bao gồm Gaios đã thường xuyên đi vệ sinh sau một số nước cờ và anh ta chỉ sử dụng một buồng vệ sinh nhất định. Ngay lập tức, tổ trọng tài đã kiểm tra toàn bộ khu vực nhà vệ sinh và phát hiện một chiếc điện thoại di động và tai nghe được cất giấu tại khu vực đó. Sau khi sự việc xảy ra, Gaios phủ nhận hoàn toàn cáo buộc và khẳng định rằng mình không liên quan gì đến thiết bị di động kia. Tuy nhiên, khi các trọng tài đưa ra các bằng chứng về phần mềm phân tích thế cờ đang hiển thị ở trận đấu giữa Gaios và Tigran, cùng với việc thiết bị điện thoại được đăng nhập bởi tài khoản của Gaios, anh đã chấp nhận cáo buộc. Ngay lập tức, Gaios bị xử thua, bị loại khỏi giải đấu.
Liên đoàn cờ vua thế giới sau khi điều tra kỹ lưỡng sự việc cũng đã tước danh hiệu đại kiện tướng của Gaius vĩnh viễn và cấm anh ta thi đấu trong vòng 5 năm. Câu chuyện trở nên khá trơ trêu khi người tố cáo đối thủ gian lận trong sự việc vừa rồi, đại kiện tướng Tigran, lại có hành động gian lận trong một giải đấu cờ vua online. Cụ thể, đại kiện tướng top 10 thế giới Wesley So cáo buộc rằng Tigran đã sử dụng phần mềm thứ 3 khi đang thi đấu giải Pro Chess League 2020. Petrosian bị nghi ngờ bởi anh ta đã giành chiến thắng các đối thủ rất nổi tiếng thuộc top 50 thế giới như là Lanier Dominguez, Fabiano Caruana, Wesley So. Các đối thủ này đều hơn Petrosian ít nhất 100 điểm Elo. Thậm chí, đại kiện tướng Wesley So chắc chắn về việc này, tới mức sẵn sàng đối mặt và chơi cờ vua với cả Petrosian. Với mỗi ván Petrosian thắng, Wesley So đồng ý mất $5,000. Rất nhanh chóng, nền tảng chess.com đã vào cuộc điều tra và đưa ra thông báo chính thức. Đội Armenia Eagle bị tước chức vô địch vì vi phạm quy định fair play. Sau khi điều tra toàn diện, chúng tôi xác định đại kiện tướng Tigran của đội Armenia Eagle vi phạm quy định fair play ở trận bán kết hôm 25 tháng 9 lẫn trận chung kết hôm 27 tháng 9. Chúng tôi cấm Petrosian thi đấu trọn đời, còn Armenia Eagle bị cấm dự giải Pro Chess League lần sau. Sự việc sau đó chấm dứt, không có thêm các thông tin nào về việc xử phạt Tigran từ phía Liên đoàn Cờ Vua Thế Giới FIDE. Bạn đam mê cờ vua và mong muốn tìm hiểu những điều thú vị xoay quanh môn thể thao trí tuệ lâu đời bậc nhất thế giới này? Bạn muốn học hỏi kinh nghiệm chơi cờ từ những kiện tướng nổi tiếng, bàn luận về cờ thế, hay chỉ đơn giản là tận hưởng niềm vui với những meme cờ hài hước? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không đến với cộng đồng cờ vua Việt Nam? Chiếc group mới toanh vừa mới được chúng mình tạo dựng để những người yêu thích cờ vua có thể cùng nhau tụ họp và chia sẻ kiến thức, đồng thời kết nối với những người có cùng đam mê. Chơi cờ vua làm sao để không thua? Cách duy nhất chính là tham gia ngay bằng đường link được gắn ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Gian lận bằng cách giấu điện thoại trong tất giày. Năm 2019, cộng đồng cờ vua thế giới lại được dịp chấn động với tin tức đại kiện tướng cờ vua gian lận tại một giải đấu ở Strasbourg của Pháp. Người ta đã bắt gặp cờ thủ này giấu kín điện thoại trong tất giày và lấy ra sử dụng trong nhà vệ sinh để tra cứu nước đi khi một ván đấu mà ông đang tham gia diễn ra. Kỳ thủ đó có tên là Igor Rosis. Igor Rosis là một đại kiện tướng cờ vua rất nổi tiếng. Vào thời điểm xảy ra sự việc, Rosis khi đó đã ngoài 50 tuổi và là một trong những cờ thủ già nhất nằm trong top 100 người có hệ số cao nhất thế giới. Cộng đồng cờ vua đã đặt ra rất nhiều câu hỏi rằng tại sao một kỳ thủ U50 đã và đang thi đấu chuyên nghiệp nằm trong top những người chơi cờ có phong độ xuất sắc nhất năm 2018-2019 lại có hành động gian lận tồi tệ như vậy. Liên đoàn cờ vua thế giới FIDE sau khi điều tra toàn bộ sự việc đã đưa ra quyết định cấm Rosis thi đấu cờ vua chuyên nghiệp và cấm ông tham gia vào mọi hoạt động liên quan đến cờ vua do FIDE tổ chức trong vòng 6 năm. Đồng thời, liên đoàn cũng đưa ra phán quyết hủy bỏ tất cả các danh hiệu của Igor Rosis do FIDE cấp, bao gồm cả danh hiệu đại kiện tướng. Hành trình chinh phục ước mơ gia nhập nhóm siêu đại kiện tướng của Igor Rosis chính thức bị chấm dứt sau sự kiện này. Ông thừa nhận việc gian lận và sau đó tuyên bố giã từ sự nghiệp cờ vua chuyên nghiệp. Sự việc này không chỉ là một lời cảnh báo dành cho tất cả các cờ thủ khác về hậu quả của việc gian lận, mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc FIDE nghiêm túc xử lý gian lận, vốn đang ngày càng trở nên phức tạp hơn trong thời đại công nghệ lên ngôi. Gian lận bơm điểm khiến Olympic không thể chấp thuận cờ vua. Đây được xem là hành vi khó kiểm soát nhất trong bộ môn cờ vua hiện đại ngày nay. Chính vì các hành vi bơm điểm của các cờ thủ, Ủy ban Olympic Quốc tế vẫn chưa có động thái thừa nhận cờ vua là một môn thể thao được thi đấu trong Thế vận hội. Bản chất của cờ vua là trò chơi đấu trí giữa hai người, nên việc mua bán điểm số nếu được diễn ra sẽ chẳng có phương pháp triệt để nào để xử lý vấn nạn này. FIDE, Liên đoàn Cờ Vua Thế Giới thậm chí đã khiến cho việc mua bán điểm số trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi lập ra 3 quy tắc bắt buộc để phong cấp danh hiệu kiện tướng cờ vua quốc tế và đại kiện tướng quốc tế. Một trong những yêu cầu của FIDE đó là người chơi phải thi đấu trong một giải cờ vua chuyên nghiệp dưới sự quản lý của FIDE và phải gặp ít nhất 3 đại kiện tướng, trong đó bắt buộc phải có ít nhất một trận hòa. Điều này làm cho việc mua bán điểm giữa những người chơi cờ nghiệp dư và đại kiện tướng trở nên thuận lợi. Còn một điều đáng lo ngại khi tính hệ số Elo thực mà Liên đoàn Cờ Vua Quốc tế FIDE cấp, những kỳ thủ chưa từng có Elo, khi gặp một kỳ thủ có Elo, nếu thua sẽ không bị mất Elo. Nhưng người chưa có Elo khi thắng sẽ được cộng điểm trung bình của những đối thủ đã gặp và tạo thành một hệ số Elo ban đầu của mình. Nói cho dễ hiểu,
nếu bạn gặp 8 kỳ thủ có hệ số elo khoảng 2000, thì nếu bạn thắng cả 8 ván đấu đó, hệ số elo của bạn được cấp hiển nhiên là lớn hơn 2000. Đồng thời 8 kỳ thủ trên nếu thua bạn, họ cũng sẽ chẳng mất một hệ số elo nào cả. Điều này làm việc mua bán điểm elo cho người chơi mới trở nên cực kỳ rối động. Những kẻ đầu cơ lợi dụng việc này để trao đổi điểm elo như là một món hàng. Hệ lụy của việc này là sự mất cân bằng hệ số elo giữa những kỳ thủ trong cùng quốc gia, hay còn được gọi là lạm phát elo. Mua bán elo quá mức dẫn đến tình trạng elo ảo. Elo hiện tại là 1.800, tuy nhiên trình độ lại bằng 1.100. Việc hệ số elo quá chênh lệch với trình độ sẽ khiến những kỳ thủ đó mau chóng tụt elo và khiến cho chỉ số này không phản ánh đúng được năng lực chơi cờ của các người chơi. Bằng việc dễ dàng tiếp cận những phần mềm và công nghệ hiện đại, hiện nay việc gian lận trong cờ vua trở nên mất kiểm soát. Tuy những giải đấu mang tính tầm cỡ đã có một đội ngũ an ninh, máy quét hiện đại, nhưng những giải đấu phong trào, quy mô nhỏ vẫn còn rất nhiều hạn chế. Thể thao sinh ra vốn là để bứt phá giới hạn của con người. Những hành động đẹp trong thể thao đáng được tuyên dương, truyền cảm hứng, còn những hành vi phi thể thao là điều không thể chấp nhận được. Hãy là một người chơi cờ tỉnh táo, đừng bị phần mềm máy tính chi phối. Đó là toàn bộ 5 vụ việc liên quan đến gian lận trong thế giới cờ vua được tìm hiểu bởi tác giả Quốc Thịnh. Bạn nghĩ sao về những thông tin kể trên? Hãy chia sẻ những suy nghĩ của mình cùng Spider Room ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!